chả kỳ vậy dưới nước chả kêu đi chết rồi. Ê chết 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 cả nhà ấy giờ Lộc với tụi nhỏ đang đi tìm dừa nước cả nhà. Cả nhà thấy nè, đây là cây dừa nước. Hôm trước mình có hái một cái bùn dừa nước nhưng mà nó ngon được. Không có ngon. Nó, thứ nhất là một bùn á quá non. Nè. Bùn kia thì nó quá già. Cho nên tụi mình hôm nay quyết định là sẽ đi tìm dừa nước, nhưng mà sẽ tìm một cái bùn dừa nước nào mới vừa ăn. Thật để tụi mình về làm một thau dừa nước sữa đá. Rất là ngon cả nhà. Nói chung ngày xưa á, hồi trước á Lộc ăn rất là nhiều rồi. Nhiều mà ngày xưa ở dưới Lộc là mua không à. Nói chung là mua ở cũng chắc ở xứ ở mấy cái vùng biển mé biển á, ta chở lên ta bán. Ta bán theo một trái á, đó chục nhiêu á, Lộc cũng không nhớ. Mà cách đây cũng khá là lâu rồi. Bây giờ có dịp về đây thì Lộc muốn chia sẻ cả nhà một vài cái món ăn là dừa nước. Sữa đá. Sữa đá. Đúng rất rồi. Là ngon cái nhà đó. Mình cứ tưởng tượng giống như sinh tố mà ở Chinh Lộc thì là cái gì là thốt nốt sữa đá rất là ngon. Mà về đây mình nghĩ cái món này cũng rất là ngon. Bây giờ Lộc sẽ bơi về dài đẳng coi nha. Có cả nhà ơi, nhưng mà biết sao không? Mình gặp mấy cái bùn già già mà mình không có hái. Rồi cái dao nãy rồi. Già già không cái nhà. Cái dao dưới không lấy nữa. Chá quá chá rồi, cái nhà không có thấy được không? Chá quá chá rồi. Chá lắm hả? Dạ. Mình hơi vừa thấy rồi. Nhà Lộc đi kiếm cái bùn dừa nước. Mà bùn dừa nước cho mấy vừa vừa ăn. Gió máy lên cho bớt mà cũng phát. Hả? Phát. Ừ, gắt máy. Khúc lần này thế nào cũng có rồi cả nhà. Nó thường mọc theo. Ê dựng bê đứt ra nha. Ê bê đứt quát quát quát. Ê phát quát quá phát. Cả nhà ở trên đây nó chạy giỏ còn hơn chạy máy bay nữa cả nhà ơi. Ứng quá. Cái vỏ bự bự chạy ghê lắm. Đợi đi ngang thì mình sợ quá, mình bay trong không. Nó chạy cả nhà nghe như bo bo vậy. Đi hơi phi cơ. Rồi. Cả nhà nghe gì? Ủa. Nó quẹo. À. Nó né trái nắng lắm hả? Cá gì vậy? Đây có cái cầu tiêu nè. Review đi. Tiêu này con nghĩ là nó bỏ hoang rồi. Chết rồi. Không có, mình không thấy gì hết trơn à. Thấy cây không? Không bác bơi đi kiếm đi. Đây đi bơi cho. Bơi đi. Đi bơi kiếm đi, quy đằng kia tao quay cho. Okay. Cái nhà. Ok. Giờ để phát ra tay nữa. Nhà để cho phát bơi đi kiếm dừa nước nha cả nhà. Mày ngồi xíu trên mũi ra dễ bơi. Tập bơi rồi kiếm ta. Mày bơi như dở cái luôn cả nhà. Phát nó bơi dở tệ luôn. Bỏ nó mà người bỏ. Bơi dưới rồi mày dưới xong kìa nó dễ. Mày bơi trong này nó cứ kẹt nó chết luôn. Phát này tệ quá tệ. Móc đầu ra. Thì cả nhà coi phát nó bơi xuồng nè. Ừ móc đầu ra. Ừ đúng rồi móc ra. Coi dần dần đây có gì nước không ta. Bơi dài dài tới để ấy rồi à. Tu cái bằng bự quá cả nhà. Không biết gì nữa rồi giỏi đi tao bơi ra rồi bơi dở gì đâu á. Vậy đi bơi tranh thủ mình lấy gì nước đi dân chờ.
Chìm nè. Ai chết chìm. Còn vậy cũng gác lùm đôi dép ha, cũng đòi á. Cái nhà vậy chứ đâu chịu bỏ đôi dép đâu. Không biết nào bỏ rồi. Làm gì mày? Sao chị xuống ngồi ngồi xuống sông vậy? Hết độ thai rồi chơi. Từ giờ mày lên không? Con lên chứ. Không lên thì ở đó. Lên không được thì ở đây đi, không phải ở đây thì tao cũng quay về trước à. Đi kiếm tiếp à. Đi kiếm cái nhà ơi. Phát đẹp đệ quá. Cái nhà ơi, Quy giờ Quy lên xin cái nhà, xin người ta chủ á, mình gì mình cũng phải xin tiếng cái nhà. Đây có nhà phải như quan á. Cái nhà. Ở đây là cái bông gì nước nè cả nhà. Lộc cũng lần đầu thấy luôn á, bông gì nước nè bác. Nè. Đẹp không? Nó. Những chùm bông á không biết Quy xin được cho người ta cho không đó cả nhà. À ok. Bông nước dừa. Không biết bà cho ba hay bà cho không. Yeah. Trời, cả nhà. Trời ơi. Bông gì nước đẹp quá, cầm nó phát leo lên coi bông gì nước cái. Đây. Sao Quy? Dạ dạ dạ. Cả nhà. Đây là bông gì nước này Quy. Có ai cho không? Nhà đâu rồi? Thấy buồn làm cái nhấp buồn bên kia chứ mà nói ý là cho coi cái bông dừa nước đó. Thấy rõ phải? Thôi về là sao dỗ quá. Vậy là ba hay cho hả? Quái. Đây đây ta bơi quả cho. Đây đây ta bốn đâu. Có buồn. Có buồn luôn. Thôi mình lấy một buồn thôi. Mình... Một buồn cỏ không quên nữa. Đây ta đâu có chữ đâu. Cái dao ở dưới cái hộp đó đó. Cái nhà cỏ lấy cái dao lên nè. Hái thử một trái rồi mình chặt ra. Coi nó vừa ăn không cái ừ nó buồn buồn ụt rồi cả nhà. Cái gì vậy ta? Trời ơi. Mày hả mày? Con đó là con nhái mà. Nhái xanh, nhái xanh. Con này già rồi. Già rồi. Buồn trong kìa, trong á, buồn trong á Quy. Buồn trong á. Buồn vừa nước. Cả nhà nhà đi nước. Rồi cái dao rồi. Để chi phí rồi rồi. Nói một cái à. Sao? Mày ở mày giống đó mày khòm vô mày chặt cái trái đi Quy. Cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Nè đang buồn nè cả nhà. Già cả nhà ơi. Đây nhóc luôn. 5 6 buồn á. Ừ. Trái mình thử cái chết bà không có đem cái gì theo kê đây cả nhà. Quỳ nó trẻ kìa, trẻ gì trẻ kỳ vậy dưới nước trẻ kêu đi chết rồi
ấy chết 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 gan thử chứ gì bơ bơ vô quá thấy con gì vu vu lên đầu anh à nhìn lỡ tôi thấy bà không lá rồi nên thon rồi ừ mất vô đau quá chiếc thật mà nhờ ổn lá cả nhờ ngay ổn lá ngay luôn ổn lá luôn mà sao nó đâu không thấy ta nhức quá nhức lắm không không ai để tao liều tao lù lù rắn tao hái chắc coi cái ăn vừa ăn không tao lù rắn hái chắc để coi cái để hai buồn nữa ghê già chặt đi nhà ơi chưa ăn chứ được miếng gì nước nào quy bị ông đánh rồi khổ thân rồi rồi quy này trẻ trẻ cũng độc trẻ ngang á trẻ dọc á lỡ rồi trẻ luôn đi trời ơi quy ơi quy cô Quy kìa ở nhà văn văn xứ xứ dừa nước mà không biết trẻ dừa nước nữa không, cứng dữ vậy ta không lẽ nó già cừ rồi con này chắc già cừ khú đế quá rồi cả nhà ơi mấy bùi Quy này ở đây tao không ăn tao để già chứ không tự chết rồi thấy là biết bên trong nó to rồi cả nhà nào. Bơi lên kia đi giờ lại kia đi nha lên kia ngay cả nhà làm không không ăn được dừa nước mà bị ông đánh mới khổ đâu coi bên trong thì ừ, trời ơi, ơi nó cứ cái này thì lấy máy sinh tố mà xây ra rồi mà uống nước quay lại này cả nhà rồi Quy đó bị Quy đó bị ông lá đâm ông xanh nó già quá già kia kìa buồn đất kìa vậy hả vậy thôi đi luôn bà dặn buồn này đừng hái món này buồn mà để giống thôi đi luôn quá bời chắc kia có không? Mình kia nó già rồi. Hình như là ít ít mình phải canh hay gì đó, mình phải canh nó mới có dừa ăn được. Chứ hái thường thường này ta không hái là nó thành già chứ. Thì giống má già rồi. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi xong rồi. Nhà nhiều má mà gặp. Non nữa. Non nữa. Cái gì là hái mà không sinh luôn trên liều nhưng mà chúng ta phải quan sát kỹ nha coi chừng ông lá nó ra nó hốt ít rồi nổi nữa rồi non nữa rồi chắc non nữa cả nhà ơi thật là vải trưởng rồi non nó dễ ấy là biết là non rồi còn cái nào mà khó là chính xác là già Rồi. Rồi gãy luôn rồi. Gãy rồi. Chết tao rồi mẹ ơi. Về. Chắc về không qua chửi chứ. Không chắc không chửi đâu. Gì đang không ta? Vừa ăn này. Ôi, vừa ăn rồi, vừa ăn rồi. Cho em xin. Cho em xin nè. Em xin. Cháu sổ hả mày? Cháu sổ hả? Chạy, chạy dấu, dấu. Lên đường. Bye bye. Ê, nó bự kìa. Gãy cái chân này. Gãy cái chân này. Sao đâu bụng trống vô sao vô chừng coi chừng ông lá đó ông ừ, ấu ông yêu ỉa đúng rồi ông yêu ỉa ông yêu ông yêu ông yêu bây giờ mình đi yếm yếm đây hay là yếm dài đây ok cả nhà để ngoài đi ai nấu gì được sợ mặt gì sợ tao chửi chà có đâu qua này ăn uống gì tao đâu chửi tao tán búa kìa có anh chủ nhà ra kìa cậu mực cậu mực nhà đây có buồn bự quá
có thể chơi đó. Chơi luôn đi, chơi luôn đi, chơi luôn đi cả nhà, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Đó, chơi luôn, chơi em xin xin. Có ông luôn, có tát luôn. Bùn nó vừa ăn nó cũng dữ. Ok luôn. Chơi em xin nè. Không không chắc tha sưởng cái rồi. Tôi vừa ăn không? Đâu quên nữa. Giờ đâu mới dám chặt. Quên nữa. Không ai dừng. Lấy tay bẻ nó ra thôi. Bẻ nó ra xong chặt. Thôi về nhà luôn đi. Về nhà luôn rồi. Về có gì ăn lấy. Ok. Đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ không? Đủ, đủ, đủ. Đủ không? Mình đi kiếm thêm hộp sữa là được rồi. Còn biết. Đủ rồi kìa. Mình còn nhà nữa mà. Còn mà. Nhớ không? Còn cái buồn ốm mình bà nội hái cho đó. Mà nó có hết đâu. Ba buồn đủ rồi. Đúng rồi. Dì, lên đường. Đi, mình đi mua hộp sữa đó không? Hộp sữa ở nhà đâu có sữa đâu. Hộp sữa đâu á? Có đem điện đâu mà. Quên không có đem điện nữa. Thôi về nhà đi. Rồi để về nhà con đi bộ con đi mua cho. Ok ok. Ok. Cái nhà ơi, mình về tới nhà rồi. Mình chuẩn bị chặt về nước cả nhà hai buồn nè. Không còn buồn nữa mà mình đây cả nhà làm chặt gần cho Quy lấy cái Quy lấy muỗng đi khử ra lấy cái cơm của nó cả nhà để làm chặt thử. Bây giờ Quy muốn chẻ kiểu nào, kiểu nào cũng được. Giờ lập sẽ chẻ cả nhà coi, lập chẻ ngang nè, là chẻ kiểu Quy này nghe cả nhà. Rồi rồi rồi. Ô được 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 cả nhà. Giờ giờ đủ ăn giờ ăn giờ gửi Quy làm cũng chơi chơi. Múc đi Quy, múc đi. Để cả nhà coi cái gió dễ múc hơn hay là chẻ dễ dễ múc hơn. Cái này lọc chẻ chẻ ngang nè. À, mình chẻ ngang nè cả nhà. Theo cả nhà thì cái nào dễ múc hơn? Nè cả nhà ơi. Có nhiều quá. Nè cả nhà. Coi cả nhà coi cái nào dễ múc hơn đó. Quy thấy cái nào dễ múc hơn? Thấy chẻ ngang dễ múc hơn. Chẻ đó đó. Này là chẻ dễ múc hơn nè. Dễ múc hơn. Đúng không? Yeah. Đó, cả nhà. Hết cái này là mình ăn mệt đúng không ơi? Đó, mình đập đá vô ăn chịu gì hết nổi. Hết cái này là mệt đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Mình mua sữa nữa. Lập gửi mẹ Lập mua sữa rồi. Nói chung về sữa, đường, nước đá trộn vô chắc ngon lắm cả nhà. Không mà nước đá phải nhuyễn thôi là nhuyễn luôn. Phải đập nhuyễn ra như là sinh tố. Không không cái đó là không nổi đâu. Không. Đập mà làm như nó xây tiên tố rồi nhuyễn như xây tiên tố. Ảo thiệt chứ. Chắc khỏi nó uống luôn. Đúng rồi. Bẻ. Có một buồn nó bị buồn già. Buồn vừa ăn còn buồn già. Già luôn trời nó nổi vậy luôn rồi cả nhà ơi. Cứng quá cứng rồi cả nhà. Giờ mình phải đi tìm buồn mới nữa. Tìm nữa rồi cả nhà ơi. Chứ giờ ba buồn mà giờ là cả nhà ơi không ăn được gì chứ. Có nhiều quá. Có nhiều đây. Chưa đủ ăn. Không đủ phát. Nó cứng như gốc cây. Thôi tụi mình đi. Đi cả nhà. Ok. Cả nhà ơi, đã có được một bụng nhỏ rồi cả nhà ơi. Giờ ra tới nơi chơi nó luôn rồi cả nhà. Nào thử coi. Giờ là chơi tại chỗ luôn cả nhà ơi. Không còn dấu giếm như bụng còn nhỏ. Mệt quá. Chặt luôn nè, chặt cái chân nóng rồi. Nhỏ này không biết nó vừa ăn hay là nó non đi. Hay là già nữa. Thả nó non đi. Thả không non tức. Đi chứ không tức. Già ăn được. Già cứng khừ. Đó, rồi đó. À, nó biết cỡ, biết nó cỡ nào rồi đó. Rồi non rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy là hiểu rồi. Rồi. Đủ hiểu rồi. Phát hiểu mà. Phát hiểu mà cả nhà ơi, trời ơi, nó non xèo. Nè, không có cơm luôn. Hình như còn buồn tới nữa. Không có cơm. Đi tới buồn tới đi, còn hy vọng. Tới nữa. Chắc nghi quá Quy ơi. Nghi quá. Rồi. Thôi. Có buồn hả? Có buồn bự, rồi. Có buồn bự. Vậy là có rồi. Đơn giản. Trời ơi, nó giỡn thôi chứ biết chân. Đơn giản mà. Nha. Tính trước rồi. Không trước hết rồi. Trời ơi, có kế hoạch hết. Ơi, đơn giản. Đơn rồi. Vậy chứ mình có kế hoạch chứ. Rồi cái buồn này mà mình thấy từ
cố tình cho cả nhà xem bùn nhỏ trước. Đúng rồi, giả bộ thôi, giả bộ thôi. Cái bùn nhỏ của ta, cái màu của nó nói sao không thấy giống quá. Giống quá. Giống cái bùn nãy sao mấy hai trái ra thôi. Ừ rồi sao lấy mấy trái gì hái này. Biết rồi. Trời ơi tin những út mà. Đó 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 đó. Đó đó. Đó sao không cái này là cái ở trong cái lỗi nó dễ sức thôi phải không? Nãy non. Đó. Mấy trẻ được không nghe. Mướn mướn luôn. Trắng mướt. Đó. Vừa ăn. Đó. Vừa ăn không? Vừa ăn ngon. Vừa ăn rõ ràng. Trời ơi, vừa ăn. Vừa ăn ngon luôn. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Rồi. Cái này là của nhà cả nha. Này bên cặp vuông của nhà. Nhà người ta. Mai ăn cả nhà ơi mà. Con ơi. Còn kinh nghiệm à? Còn non nước. Bây giờ tức quá, bây giờ sao? Cái kiểu này chết thì cả nhà ơi. Ui cả nhà bây giờ có xíu à, đâu rồi cái thau rồi. Không lẽ giờ mình ăn nhiêu đây mà. Có nhiều cả nhà chưa có chữa sang thì lợi chứ mới có nhiêu. Không bây giờ cả nhà thông cảm đi chứ lọc có nhiêu mình ăn bao nhiêu đi. Đúng rồi, có nhiêu. Thấy cả nhà. Ok bây giờ gắng hết sức. Không mấy cố gắng lắm rồi cả nhà ơi. Toàn non với già không à. Đi từ sáng tới giờ luôn cả nhà. Sáng giờ được có một buồn một vừa ăn một năm buồn vừa ăn cả nhà. Đó, còn buồn nữa nhiêu đó đó. Con này non tèo. Lập về dầm vú coi. Khoảng chừng vài tháng nó chín nha. Thấy cả nhà giờ mình vô thấy chổng mình làm nhiêu này ăn ha cả nhà. Ok. Kệ. Nhiêu cũng nhiều okay lắm mày. Ok, vô nha. Cả nhà giờ xong cả nhà ơi. Cực quá, sáng giờ. Cố gắng, cố gắng cho cả nhà. Làm cũng gắng, cố gắng lắm mà. Được không? Mệt quá, nào là bảo làm tả luôn. Bây giờ cả nhà bắt đầu Lộc sẽ đổ sữa vô. Nói chung cái này mình ăn nhâm chứ có đậu phộng nữa ngon lắm cả nhà. Có đậu phộng trong nhà luôn kìa. Mà giờ quẩy. Sáng giờ cả nhà tính đi từ lúc 7-8 giờ sáng mà đi chặt ba cái dừa nước rồi về kiếm tùm lum lá cho hết mẹ. Giờ này là 12 giờ trưa. Ai da da. Ai ui là trời. Thuốc độc luôn. Ui là chốc da luôn rồi. Mày nó ác một cái trời. Nó gài mình ông nội ơi. Nó lê móng nè. Tính xình miếng móng. Thì tình ác. Nè cả nhà. Thôi giờ chọn đi. Nhanh lẹ. Đi đâu cũng 2 tiếng mấy. Đi 2 tiếng mấy. Từ lúc 8 giờ tới 12 giờ mà tới 4 tiếng hồ. Không mình đi với 2 tiếng mấy về nhà rồi chặt rồi. Ui là chữ gan hộp sữa thì tình khổ. Hộp sữa dưới này ngộ. Sữa đó sữa gì đó. Chứ đặc. Quá đặc. Quá đặc. Mình chơi nửa hộp luôn. Cũng từ lộ ăn vô lộ không hỏng. Đá lên rồi cái nhà. Lục vô là lục. Được chưa. Nửa hộp đi cô ơi. Thôi. Ừ nửa hộp. Chơi vô. Đã ăn liều luôn cả nhà chứ làm vậy là nói chung là làm ẩu không tả thôi. Mệt quá mệt rồi. Nửa hũ nữa phích trộn nhiều lá quá hết ngon. Sữa nè. Với gạt cho cả nhà coi. Trộn lên cho cả nhà xem. Mở tan nước cho nữa là vừa. Ăn là bỏ mặn luôn. Ăn bỏ mày. Là bỏ vô miệng luôn. Với cặn vô. Nhìn thèm quá thì đã cho bọng như nữa rồi. Uống sữa nha cả nhà. Nửa đi, nửa đi, nửa nửa hộp đi. Nửa hũ sữa. Nửa sữa ăn gì nổi. Thử chưa, thử chưa. Thử đi, cả nhà. Thử đi. Wow. Thành quả sáng giờ đi. Sáng giờ lạnh quá. Lạnh quá lạnh nè. Bây giờ múc cho cả nhà ăn. Cả nhà ăn, cả nhà đi. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cái muỗng có miếng sữa với miếng đá vô. Béo. Lạnh lạnh lạ lắm. Là mới ăn sữa chưa có ăn gì. Đây cả nhà tập ăn miếng gì nước này. Nhỏ nhỏ thôi ăn quá hổn ăn như quy thì gọi là hổn nè. Cả nhà mời cả nhà cả nhà. Thâu lương thâu. Mình tính nó được nhiều quá. Mình làm một cái thau bự mình cho cả nhà ăn luôn. Tại hồi nãy mình chặt không tính chặt thiệt là nhiều luôn
Dạ dạ. Hả? Nghĩ sao mà mày làm cái này chết luôn. Ai mở mày cui ra giữ thằng cái cầu hồi để nó gì đẩy. Đúng rồi, đâu con thép lại được mà. Quy này quy báo quá gần cả nha. Đây. Quá tuyệt vời luôn. Cái này có tình lừa nó đổi muỗng đây không đâu. Lừa đâu lừa. Cái nhà khúc gì nè nó nguyên chắc. Nhà. Quý hóa quá review thôi. Nào mừng cả nhà ơi. Phải gì vậy mày? Mày ăn chỗ này chắc ở tuồn quá. Quỷ này chứ ăn gì quá đáng luôn kìa. Trong hai đây rồi. Ăn quá đáng. Người cái nhà nó pha một đống ngừa nó còn đổ ra mời cả nhà. Quá đáng luôn cả nhà ơi. Chị Bình nó bỏ vô hồ. Mệt quá ăn hết ngon. Mời cả nhà, quá ngon cả nhà ơi. Hả được nhiều nhiều lắm. Đó mùi thao vậy nè. Ăn lỡ. Hai người cái buồn gà. Khổ gì đó. Hai buồn gà ngắt. Giống hành luôn cả nhà. Cái mời cái kênh mình mà đi ra ăn thúc bút thúc bút sữa cũng vậy cả nhà ơi. Đi gan không? Đi gan luôn. Hẹn nó nói về cái độ mà giống nhau nè, giống nhau 80 là... 80-90 mươi nhập chín nốt là khác rồi thêm nhập có nước mới góp để vô khác một cho ông bà nội ăn thử miếng là ăn miếng cây mình đem vô cho mấy người trong nhà ăn cái nhà mà cái nhà nãy về được ăn cũng bột quá ngon quá tuyệt vời nha ăn chung vậy có gì mình định chung nó chia chung mình làm gì cũng chưa đã phải có nhiều không đã phải có nhiều đồ là nhiều như nước đá vậy nè nước đá làm sao mà cái này hay như vậy đó nhiều thiệt nhiều mới ngon đúng rồi cả nhà nói chung cả nhà đây thì kiếm khá là khó mình cũng đã làm được hoàn thành được cái món này rồi nhưng mà nó thiếu lắm là biết chứ nhưng mà thật sự mình đuối quá đuối sáng giờ đi mà nắng cả nhà thấy cái trời nắng cỡ đó nó rồi thêm mà đi chặt trời ơi quải quá quải 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 rồi cả nhà ơi. Lộc xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video thì video đến đây là kết thúc cảm ơn cả nhà đã theo dõi thì chúc cả nhà có một ngày thật là nhiều niềm vui chào cả nhà hẹn cả nhà vào những video tiếp theo bye bye.